Vâng, chào mọi người. Ngày hôm nay mình đang có mặt tại thầy nhà nhà thầy dạy guitar của mình, bạn Tường Ân Music. Đấy, mình là Thuận Ba Lô. Ngày hôm nay thì mình có cắm dây kết nối từ cái đàn qua loa và hai miếng này hát cho mọi người nghe bài Tình Như Lá Bay Xa. Tình như mới hôm qua nay lại lùng băng giá, ơi người yêu dấu, ơi người chiếm lấy tim ta, sao phủ phàng xa vắng, thôi thì cùng tình đau. Chiều nay đã bơ vơ trên cát xe hoang vắng, giọt thương cho cuộc tình ta. Nhìn sóng vô miên man, thương cho đời cay đắng, người yêu ơi có biết đây chăng. Giấc mơ mong manh với những ước mơ trao đến về ta vẫn mãi bên nhau. Hãy nói một lời thôi, hãy nói một lời thôi, mãi mãi không bao giờ lìa xa. Tình yêu ta như lá vàng bay xa thật xa, cùng bay cao ta trôi về cuối chân trời xa. Nếu như ta mãi mãi là những chiếc lá bay hững hờ, xin nhớ mãi tìm ta. Chiều nay ta bơ vơ trên cát dài hoang vắng, xót thương cuộc tình tan. Nhìn sóng vô miên man, thương cho đời cay đắng, người yêu ơi có biết hay chăng. Tình yêu ta như muôn vàn giấc mơ mong manh, với những ước mơ cho đêm về ta vẫn mãi bên nhau. Hãy nói một lời thôi, hãy nói một lời thôi, mãi mãi không bao giờ lìa xa. Tình yêu ta như lá vàng bay xa thật xa, cùng mây cao ta trôi về cuối chân trời xa. Nếu như ta mãi mãi là những chiếc lá bay hững hờ, thì người ơi xin nhớ mãi tình ta. Tình yêu ta như muôn vàng giấc mơ mộng mơ, với những ước mơ cho đêm về vẫn mãi bên nhau. Hãy nói một lần thôi, hãy nói một lần thôi, giờ lìa xa. Tình yêu ta như lá vàng bay xa thật xa, cùng mây ca ta trôi về cuối chân trời xa. Nếu như ta vẫn mãi là những chiếc lá bay hững hờ, thì ơi xin nhớ mãi tình ta. Nếu như ta vẫn mãi là những chiếc lá bay hững hờ, thì ơi xin nhớ mãi tình ta. Vâng, xin cảm ơn mọi người nãy giờ đã quan tâm theo dõi. Ngày hôm nay thì mình sẽ test thử cho mọi người, đó là âm thanh của cái đàn ra cái loa nó có chân thực hay không. Mọi người có thể đeo tai nghe cảm nhận nhé. Thì mình thấy một cái ưu điểm mà loa này nó rất là hay ở một chỗ là nó không bị hú mọi người. Nãy giờ thì mình nè, đây đấy. Ví dụ mình đứng đây thì vẫn thoải mái nè. Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Ví dụ mình để sát này nó hú vẫn là mình thấy nó dễ chịu, chứ không phải là nó rắc lên. Đấy, và cây đàn mình nãy giờ mình cắm đàn lên thân đánh cho mọi người nghe thử nha. Ok, xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu mọi người muốn quan tâm về dòng loa Agnos Set 450 và mình đã test âm thanh ngoài trời thì mọi người có thể nhấn ở phần mô tả bên dưới nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn thầy Ân rất nhiều. Rồi.